kỷ niệm ngày thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4, đồng thời tăng cường sự nhận biết thương hiệu quốc gia Việt Nam, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được chính phủ công nhận tới cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế. Bộ Công Thương vừa tổ chức tuần lễ thương hiệu quốc gia và diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 mang chủ đề định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh. Tại lễ khai mạc tuần lễ thương hiệu quốc gia và diễn đàn quốc tế thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022. Với sự hỗ trợ của chương trình thương hiệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu, từ đó đầu tư nghiêm túc cho việc xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp. Trong top 50 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam năm 2022, có sự góp mặt của rất nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh được Bộ Công Thương tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đã bình thường hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới phục hồi kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ sau 2 năm bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, còn có triển lãm ảnh về những thành tựu chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam.